Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Hoa Kỳ hiện nay đang nỗ lực để gặp lãnh đạo Bắc Hàn. Chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống và đàm phán vô điều kiện với Bắc Hàn. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc là tướng John Kirby nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Ông John Kirby cũng cho biết, Tổng thống Biden sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un để bàn về việc phi nguyên tử hóa mà không cần điều kiện tiên quyết. Dù Bình Nhưỡng không phản ánh tích cực với đề nghị này, nhưng phía Hoa Kỳ vẫn chưa từ bỏ nó. Ông Kirby không tiết lộ thời điểm mà Hoa Kỳ đưa ra lời đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Bắc Hàn. Hãng thông tấn Kyodo News bình luận về điều này cho thấy chính quyền Biden đang nỗ lực tiếp cận với lãnh đạo Bắc Hàn. Trước đó, bà Mira Rapp Hooper, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Biden phụ trách về khu vực Đông Á, tiết lộ rằng Hòa Thịnh Đốn đã nỗ lực đặc biệt để cho Kim Jong-un ngồi vào bàn đàm phán trong những tuần lễ gần đây, đặc biệt là kể từ khi một lính Mỹ đóng quân ở Nam Hàn đã vượt biên vào Bắc Hàn. Giáo sư Andrew Yeo, chuyên nghiên cứu về Bắc Hàn, tin rằng Hoa Kỳ sẽ tranh thủ vụ binh sĩ vượt biên để trao đổi với Bắc Hàn và mở rộng ra những vấn đề khác thay vì là bó hẹp ở trong nỗ lực trả tự do cho người này. Thông điệp mới nhất được Hoa Kỳ phát đi chỉ có một ngày trước khi Tổng thống Biden có hội nghị thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Nhật Bản và Nam Hàn vào ngày hôm nay ở tại Mỹ. Theo cơ quan tình báo Nam Hàn, có nhiều khả năng là Bắc Hàn sẽ tiếp tục phóng phi đạn đạn đạo xuyên lục địa để đáp trả lại hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ, Nhật và Hàn Quốc. Bắt 6 đối tượng liên quan đến vụ 5 tay súng Trung Quốc cướp tù nhân tại Cambodia. Tờ Khmer Times ngày 18 tháng 8 loan tin trưởng cơ quan cảnh sát quốc gia Cambodia, tướng Net Sanoven, tuyên bố đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ nhóm 5 người có vũ trang xông vào phòng khám nha khoa tại tỉnh Siem Reap cướp một tù nhân Trung Quốc. Tuy nhiên, kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc vẫn chưa bị bắt. Lực lượng chuyên trách của cơ quan cảnh sát quốc gia đang tiếp tục truy tìm phạm nhân và đồng bọn. Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 17 tháng 8, một nhóm 5 đối tượng bịt mặt có vũ trang đã xông vào phòng khám nha khoa Chum Chenda tại thành phố Siem Reap, giúp tù nhân Chen Hin Han, một tội phạm ma túy 45 tuổi người Trung Quốc chạy thoát. Theo phó cảnh sát trưởng thành phố Siem Reap, Mom Sarin, 4 quản giáo đưa phạm nhân tới phòng khám để chữa răng. 5 tay súng người Trung Quốc bịt mặt xông vào, chĩa súng khống chế các quản giáo rồi còng tay họ, đưa phạm nhân ra chiếc xe Lexus 330 đang chờ sẵn rồi tháo chạy khỏi hiện trường. Sau khi các đối tượng chạy trốn, cảnh sát phát hiện một xe hơi bị bỏ lại trên đường ở ngoại ô thành phố với 5 khẩu súng lục có giảm thanh, 5 mặt nạ và 5 bộ găng tay. Phó giám đốc trại giam tỉnh Siem Reap, chuẩn tướng Sang Saoman cho biết, phạm nhân Chen bị bắt giữ năm 2009, đang thi hành bản án 52 năm tù vì tội vận chuyển và buôn bán ma túy. Nga và Bắc Hàn nối lại đường bay lần đầu tiên sau thời đại dịch. Hãng hàng không Air Koryo của Bắc Hàn đã lên lịch cho chuyến bay đầu tiên từ Bình Nhưỡng đến Vladivostok của Nga kể từ sau đại dịch COVID là vào ngày 25 tháng 8 tới đây, trong khi chuyến tiếp theo được lên kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 8. Trước đó cùng ngày, ngày hôm nay, văn phòng đại diện của Bộ Ngoại giao Nga ở tại Vladivostok cho biết giá vé cho chuyến bay từ Bình Nhưỡng đến Vladivostok là khoảng 230 Mỹ Kim. Sân bay Vladivostok cho biết hiện nay chỉ có thông tin về 2 chuyến bay nêu trên, song không nêu rõ liệu các chuyến khứ hồi Bình Nhưỡng hay các chuyến bay khác giữa hai thành phố có được lên kế hoạch hay chưa. Hoạt động vận tải hàng không giữa Bắc Hàn và Nga đã bị đình chỉ vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Theo đại sứ Nga tại Bắc Hàn, thì Nga và Bắc Hàn hiện nay đang tích cực thảo luận về nhiều vấn đề có liên quan đến việc khôi phục lại hoạt động giao lưu song phương sau thời đại dịch. Cháy nhà trọ khu du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc, 9 người thiệt mạng. Sáng sớm 18 tháng 8, một nhà trọ gần làng Triệu Hưng, một điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, bất ngờ bùng cháy khiến 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Trong thời báo Hoàn Cầu, ngọn lửa bùng lên lúc 1 giờ sáng và được dập tắt hoàn toàn 35 phút sau đó. Những nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện tại địa phương. Cơ quan quản lý khẩn cấp huyện Lê Bình cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Ngay sau vụ cháy, cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương cũng gửi thông báo đến các du khách trên địa bàn, nhất là những du khách đang lưu trú tại các homestay. Theo cơ quan khẩn cấp địa phương, nhà trọ bị cháy nằm gần một địa điểm du lịch nổi tiếng là làng Triệu Hưng và nhà trọ này đã cháy phòng trong những ngày gần đây. Làng Triệu Hưng có gần 6.000 cư dân, trong đó phần lớn là người dân tộc thiểu số Đon. Làng Triệu Hưng nổi tiếng với cảnh sắc tuyệt đẹp nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi với nhiều dãy nhà cổ được làm bằng gỗ và nổi tiếng nhất là 5 tòa tháp trống cổ xưa. Nam Hàn nâng mức trợ cấp phúc lợi để khuyến khích người dân sinh con. Trong nỗ lực tăng phúc lợi để nhằm khuyến khích tỷ lệ sinh con, chính phủ của Nam Hàn đang xem xét thông qua chính sách quốc gia về bảo hiểm thai nhi và bà mẹ.
Theo đó, chính phủ nước này sẽ hỗ trợ phí bảo hiểm có liên quan đến giai đoạn mang thai và theo dõi sức khỏe cho trẻ sơ sinh đến 12 tháng tuổi. Loại bảo hiểm này sẽ được phát triển như là một sản phẩm bảo đảm các chi phí y tế như là chẩn đoán, điều trị, nằm viện và phẫu thuật từ khi thai nhi ở trong bụng mẹ cho đến 12 tháng sau khi sinh và sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả các phụ nữ mang thai. Để hỗ trợ các cặp vợ chồng trẻ sinh con, từ ngày 1 tháng 9 tới đây, chính quyền của thành phố Hán Thành cũng khai triển dự án hỗ trợ chi phí trông trẻ cho ông bà hoặc là họ hàng hỗ trợ việc trông trẻ giúp cho con cháu. Với dự án này, nếu như gia đình có ông bà hoặc là cô dì, chú bác hỗ trợ trông trẻ trên 40 giờ một tháng, họ sẽ được chính quyền thành phố hỗ trợ 300.000 won, tương đương với khoảng 228 Mỹ Kim cho một tháng cho mỗi trẻ em. Trong trường hợp gia đình muốn thuê dịch vụ trông trẻ bên ngoài, thì chính quyền thành phố cũng sẽ hỗ trợ 300.000 won cho một tháng để sử dụng dịch vụ của 3 cơ sở tư nhân mà thành phố chỉ định. Đối tượng hỗ trợ là gia đình mà cả vợ và chồng cùng đi làm, có một con nhỏ trên 24 tháng và dưới 36 tháng, tính tới tháng 10 năm nay. Với tổng thu nhập là dưới 6.65 triệu won, tương đương với khoảng 5.000 Mỹ Kim cho một tháng. Ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan bác bỏ cáo buộc tham nhũng. Tỷ phú Srettha, người gần như chắc chắn là ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan đảng Phiêu Thai, bác bỏ cáo buộc tham nhũng trước thềm cuộc bỏ phiếu tuần sau. Tôi tới đây hôm nay để chứng minh trước công chúng rằng tôi vô tội, các hoạt động của tôi được thực hiện theo luật pháp. Tôi muốn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào tôi, tỷ phú Srettha Thavisin tuyên bố. Cựu chính trị gia đồng thời là ông trùm chuỗi Massachusetts Kamosivit, những tuần gần đây cáo buộc tỷ phú Srettha, cựu giám đốc tập đoàn bất động sản khổng lồ Sun City, đã thực hiện những giao dịch bất hợp pháp. Ông Chuwit tuần này yêu cầu cảnh sát điều tra hai vụ giao dịch đất của công ty Sun City. Sau khi ông Pita, lãnh đạo đảng thắng cử tiến bước, bị loại khỏi cuộc đua, tỷ phú Srettha, 60 tuổi, người được đảng Phiêu Thái và Liên minh đa đảng đề cử, đang tiến rất gần đến cơ hội trở thành thủ tướng. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhammad Nuamatha xác nhận sẽ bỏ phiếu bầu tân thủ tướng vào chiều 22 tháng 8. Để trở thành thủ tướng, tỷ phú Srettha cần nhận được đa số phiếu ủng hộ từ 500 dân biểu và 250 thượng nghị sĩ. Cuộc bỏ phiếu thủ tướng sắp tới được kỳ vọng sẽ chấm dứt bế tắc trên chính trường Thái Lan suốt nhiều tháng này. New Zealand bồi thường 3 triệu Mỹ Kim cho một người bị ngồi tù oan 18 năm. Chính phủ của New Zealand bồi thường 3 triệu Mỹ Kim cho Alan Ho, người phải ngồi tù tổng cộng là 18 năm bởi vì án oan liên quan đến tội giết người. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã kết án sai và bỏ tù oan ông ấy, Bộ trưởng Tư pháp New Zealand là Deborah Russell ngày hôm nay cho biết. Tôi thừa nhận lời xin lỗi và khoản bồi thường nói trên sẽ không bao giờ bù đắp được những bất công mà ông ấy đã gánh chịu. Gia đình của ông Ho sau đó đã tuyên bố cho hay họ cảm thấy nhẹ lòng vì cuộc chiến minh oan cho ông đã đạt được kết quả. Alan bị bắt vào năm 24 tuổi, giờ đây ông ấy đã 61 tuổi. Tuyên bố có đoạn. Ông Ho bị kết án tù chung thân vào năm 1986, sau khi một người bị đâm chết ở trong vụ đột nhập nhà riêng ở Auckland. Dù không có bằng chứng pháp y nào cho thấy là ông ta có liên quan đến hiện trường, kẻ tấn công được cho là đã có chiều cao và thuộc chủng tộc khác, nhưng Alan Ho vẫn bị kết tội. Ông được ân xá vào năm 1994, nhưng phải vào tù lại vào năm 2012 vì vi phạm điều kiện trả tự do. Cuối cùng, ông được tha bổng và trả tự do vào năm ngoái. Tòa án tối cao của New Zealand thừa nhận các phiên xét xử đầu tiên là bất công, bộc lộ yếu kém hoặc là chiến lược sai trái có chủ đích để kết án. Tòa lưu ý Ho bị thiểu năng trí tuệ nhưng vẫn phải chịu thẩm vấn đến 20 tiếng mà không có luật sư đại diện. Bộ Tư pháp New Zealand đồng ý bồi thường hơn 160.000 Mỹ Kim cho mỗi năm mà Ho phải ngồi tù. Số tiền 3 triệu Mỹ Kim mà ông ta nhận được là mức bồi thường oan sai lớn nhất ở trong lịch sử của quốc gia này. Và đó là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Việt Nam.